rồi. Đâu con đâu? Này cả huấn luyện viên phó chương trình nữa. Với tiêu chí không một đội bóng nào bị bỏ rơi, nhiệt liệt chào mừng bốn đội bóng Đông Xuất, Phố Xá, Xuân Lai, Đa Hội về tham dự vòng 1/16 giải bóng đá Yên Phong mở rộng tranh cúp người truyền lửa năm 2023. Và chúng ta cùng đến với loạt trận thi đấu vòng 1/16 đội giữa chủ nhà Phố Xá và Đông Xuất. Bên ngoài sân thì có sự hiện diện của anh Trương Đăng Chính, của Thượng Luaku, duy nhất gấu xám Mẫn Tâm, Tiến Mỹ. Để cố vấn cho đội bóng chủ nhà. Và tất nhiên rồi, ngày hôm nay mọi ngả đường của Văn Môn đều dẫn về sân vận động Phố Xá để cùng có một trận đấu đầu đỉnh cao. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Đông Xuất họ nằm ở bảng mờ với sự diện của Trần Xá, Đa Hội. Nhưng cuối cùng đại diện đến từ Đông Thọ đã có xuất sắc vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng, 4 điểm có được. Sẽ là một quyết tâm rất cao. Ngày hôm nay thì như thường lệ, người đang chơi vị trí trung vệ bên phía bóng Phố Xá là đội trưởng Trường Sẹo, người cũng đã chơi thật sự ấn tượng trong cuộc đối đầu quan trọng trước Yên Lá đại diện đến từ thành phố Từ Sơn. Và 7 cái tên xuất phát trong đội hình Phố Xá hôm nay, trong trang phục một cây màu tím. Trong gố, cái tên quen thuộc thủ môn Nguyễn Thành, đội trưởng Trường Sẹo đầu số 93, Văn Hoàng số 512, Văn Thịnh số 28, Công Đường số 12. Cầu thủ đã ghi được một cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Yên Lá. Công Bằng đeo số 6, Tiến Dũng số 9. Và như vậy Văn Thịnh là cầu thủ đang ngoài sân dự bị. Còn cái tên thay thế anh chính là cái cầu thủ Đức Huy, cầu thủ đeo số 5. Các cầu thủ Phố Xá hay cứ thi đấu như trận đối đầu trước Yên Lá đi. Họ đang tập trung quá nhiều ngoài sân. Chỉ cần thi đấu với đúng mình, ngày hôm nay thì rất có thể Phố Xá sẽ làm điều bất ngờ. Là cái tên thứ hai của Văn Môn lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Năm đại diện đến từ Văn Môn thì Quan Đình đã không thể vượt qua vòng đấu bảng sau khi có trận thua tan tác trước Mai Động với tỷ số 2-0. Trận đấu ngày đó thì chỉ cần một kết quả hòa thôi, đại diện Quan Đình sẽ đi tiếp. Phố Xá trong ngày đầu ra quân họ nằm ở bảng N để thua 0-1 trước Xuân Lai đại diện đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Và trận thi đấu cuối cùng họ đã chiến thắng Yên Lã với tỷ số 3-0, qua đó trực tiếp giành tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội. Nhưng tất nhiên Phố Xá họ muốn vào vòng 16 đội ít nhất để có thể thi đấu thêm 2 trận đấu nữa.
vì 8 đội để thua trong trận. Vòng 16 đội sẽ có một chiếc cúp bạc để tranh đấu cho 8 đội bóng bị thua. Đồng Xuất họ đang có một thể hình tốt hơn. Họ đang áp dụng lối chơi đó chính là những tình huống chuyền dài bóng bổng và đặc biệt là những pha cố định. Ngôi sao mà đáng chú ý nhất đến từ đội bóng Phù Sa chính là cái tên Tiến Dũng, cầu thủ đội số 9. Người đang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thường xuyên có những tình huống cầm bóng nhịp nhàng. Những pha đi bóng sang nước đến từ Tiến Dũng sẽ mang lại sự khó chịu nhất định dành cho hàng thủ của đối phương. Và hôm nay đối thủ của Phù Sa là đại diện đến từ Đông Thọ, Đông Xuất. Họ xuất sắc vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng sau khi có trận hòa không đều trước Đa Hội. Họ thắng 6-1 trước Trần Xá, như vậy là đủ. Đa Hội thì chỉ có thắng 2-0 trước Trần Xá mà thôi. Chính vì lý do đó mà Đa Hội đang đối đầu với Xuân Lai bên sân số 2. Nhánh đấu của Đông Xuất và Phù Sa nếu như bước tiếp vào vòng 16 đội, họ sẽ gặp một trong hai bóng là Quan Độ hoặc Mai Động, cũng là quá khó khăn. Trong chiến thắng 6-1 trước Trần Xá, Đông Xuất đã có cái tên Tiến Chất, cầu thủ đeo số 58, người đã ghi được một cú hat-trick sinh năm 2K4. Ba bàn thắng còn lại được ghi cái tên Đức Tài, Đức Đạt và Văn Vương. Ngoài vị trí thủ môn đó chính là cái tên Văn Quang, người sinh năm 1990. Thì gần như toàn bộ những cầu thủ đến từ Đông Xuất đều có số điểm đến từ thế 2K. Ngày hôm nay thì 7 cái tên trong đội hình xuất phát đến từ Đông Xuất, họ mang trang phục áo đỏ quần đỏ, bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng mà nhỏ quý vị và các bạn. Vị trí thủ môn là cái tên Văn Quang đeo số 3. Văn Công số 10, Tiến Chất số 58, Đức Tài số 68, Đức Đạt số 28, số 15 Văn Vương và cái tên cuối cùng Văn Cương, cầu thủ đeo số 9. Rất quyết liệt. 4 trận vòng loại mà Bình Viên Quyền Cao Bình Lận thì đều bước vào loạt sút penalty. Ngày hôm nay thì không biết có đổi vận hay không. Duy nhất bảo rằng phải Bình Luận Phú Xá để ít nhất cũng phải bước vào loạt sút penalty. Cơ hội không được, quá đáng tiếc. Công Bằng đã có một pha xin hụt trong tình huống vừa rồi. Ngoài sân vẫn còn có cái tên đó chính là Khánh Crit, người đã ghi bàn thắng để giúp cho Phù Sa giành chiến thắng với tỷ số là 3-0 trước Lá. Như anh đang tập trung khởi động. Thành tích tốt nhất đến từ đại diện của Văn Môn chính là lọt vào vòng bán kết tại giải Yên Phụ mở rộng mừng lễ hội truyền thống. Cú sút tỷ số là 1-0, nối hàng rào, khá bất ngờ. Ngay từ những phút đầu tiên, Phù Sa đã phải nhận một gáo lạnh đến từ một tình huống cố định. Huấn luyện viên Đức Hoán đã không thể ngồi yên. Bên kia chuyến tuyến, huấn luyện viên của Đồng Xuất chính là cái tên Huân Krop, người được mệnh danh là Lữ Đoàn Đỏ đến từ Đông Thọ, đã có được niềm vui với bàn thắng ghi được đến từ một tình huống cố định. Nếu như trong tình huống dứt điểm đến từ cái tên Công Bằng, cá nhân cầu thủ này dứt điểm chuẩn xác hơn, thì Phù Sa mới là bóng có bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Nhưng thời gian vẫn còn rất dài, một cuộc đua đường trường 60 phút chính thức cho hai hiệp đấu. Và nếu như hai đội hòa nhau, chúng ta sẽ cùng bước vào lối sút penalty. Nhưng bây giờ lợi thế đang thuộc về Đông Xuất, đại diện đến từ Đông Thọ, nơi có là ngày truyền thống là ngày mộc. Như những năm gần đây, đại diện đến từ Đông Thọ đã dần chuyển sang ngày làm tóc giả, có nhân khẩu khoảng hơn 2.000 người. Một mảnh đất cũng rất màu mỡ. Ngoài sân thì đó chính là trợ lý huấn luyện viên thể lực Cường Tráng.
Quần áo cũng rất đẹp. Quần trắng áo ghi. Rất tự tin cầm bóng đến từ Đông Xuất. Ngoài sân thì Đông Xuất vẫn còn có những cái tên dự bị, đó chính là Văn Quảng, Văn Hoàng, Tiến Dũng, Quang Huy, Văn Tiến và Văn Tuấn. Một đội hình dày đặc, đủ để có những cái tên thay thế. Đây là một cuộc chiến mà không có chỗ cho những sai lầm. Bạn không có quyền sửa sai. Nếu như tại vòng bảng bạn thất bại thì trận đối đầu tiếp theo bạn vẫn còn có quyền sửa sai trong vòng 60 phút. Nhưng đây là một cuộc đối đầu mà nếu như chỉ cần một khoảnh khắc thôi bạn mắc sai lầm, bạn có thể đi về rồi tắm sớm. Và bóng rất dứt khoát đến từ Trường Sẹo. Ngày hôm nay thì chị Thu Hồng, vợ của anh Trường Sẹo, cũng nghỉ bán bia rồi. Đến đây để cổ vũ cho chồng cho con mà thôi. Không có rau cỏ gì hết. Bước 1 là không tốt. Đức Huy đã có một tình huống xử lý không thành công. Hậu vệ cánh trái bên phía phù xã đã có một tình huống đỡ một rất là bập, có phần vụng về. Như vậy trọng tài Mạnh Tú đã cầm sẵn trên tay chiếc thẻ vàng rồi. Và đây cũng sẽ là một tình huống cố định. Trước đó thì mảnh lưới của Nguyễn Thành cũng đã bị rung lên. Đường chuyền ra. Văn Công đã có đối. Người phản đối là cái tên Tiến Dũng. Có vẻ như các thủ Phù Xá họ đang bình ngập tại một trận đấu loại trực tiếp. Họ cần phải lấy được sự bình tĩnh của mình. Trước khi ra sân, bạn cần phải chiến thắng chính mình đã, rồi mới tính đến chuyện chiến thắng đối thủ. Phù Xá đang mất đi tinh thần chiến đấu của mình trong trận đối đầu trước Kỳ Lạ. Rút ngay, không được. Lần này đó là một tình huống dứt điểm bóng trúng vào hàng rào đến từ cái tên Đức Tài. Những nhánh đấu của bảng P và bảng O thật sự quá đáng xem. Hai cuộc đối đầu không có chỗ cho sự khoan nhượng. Vào khung giờ 19 giờ, Quan Độ sẽ gặp đội bóng Mai Động, còn Mẫn Xá gặp Vọng Nguyệt. Một trận tái hiện lại trận chung kết giải bóng đá U20 tranh cúp người truyền lửa đang chờ đợi chúng ta. Hai trận đấu giữa Phù Xá Đông Xuất cũng như Đa Hội và Xuân Lai chỉ là những món ăn khai vị mà thôi. Những món ăn chính đang chờ đợi chúng ta. Còn bây giờ chúng ta cùng tập trung vào những diễn biến trận đấu giữa Đông Xuất và Phù Xá. Vẫn chưa có được sự tự tin. Ngay cả cái tên Văn Hoàng. Và thay người. Nốt tình huống bóng chết sau, Phù Xá sẽ có sự thay người. Lúc đây thì bên phía Phù Xá không có một tiền đạo đích thực. Văn Hoàng. Và thay người trong tài. Đức Huy được đưa ra nghỉ vào sân. Là cái tên Khánh Chris. Khánh Chris cũng đã có được bàn thắng trong trận đối đầu trước Kỳ Lạ. Cầu thủ đeo số 29 được tung vào sân. Như vậy anh sẽ chơi ở vị trí tiền đạo. Đánh đầu! Không vào! Tiến Dũng là người đánh đầu. Khá nguy hiểm. Bóng tìm đến cột dọc. Trong pha dứt điểm vừa rồi. Khi mà cái tên Khánh cứ đi vào sân thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng đối phương là Đông Xuất sẽ chú ý nhiều hơn tới cái tên này. Chính vì lý do đó những cái tên như Công Đường cùng với Tiến Dũng sẽ có những khoảng không.
để đưa ra những tình huống dứt điểm. Hai trọng tài điều khiển chính cho trận thi đấu hôm nay là trọng tài Hữu Kiên và trọng tài Ngọc Tú đến từ ban trọng tài bóng đá phong trào Yên Phong. Như vậy cái tên Khánh Christensen, người đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái bên phía khu xá, là cái tên Công Bằng. Công Bằng dù rằng có một thầy nhỏ con nhưng anh rất tự tin cầm bóng. Người đang bị nằm trên sân đó chính là cái tên Tiến Chắc, cầu thủ sinh năm 2K4. Tiến Dũng có một cái biệt danh đó chính là Isco, một chàng tiền vệ tài hoa của bóng đá Tây Ban Nha, thời còn thi đấu đỉnh cao tại màu áo của Real Sociedad. Isco không vào, vẫn là những tình huống đánh đầu đến từ cái tên Isco, Dũng Isco. Trong những tình huống bóng cố định thì cái tên Khánh Christ sẽ sắm vai con chim mồi để tạo ra những khoảng trống dành cho Dũng Isco băng lên để dứt điểm. Rõ ràng khi cùng tung cái tên Khánh Christ vào sân thì vô giá họ sẽ chơi tấn công mượt mà hơn. Trường Sang hôm nay cũng phải thật sự bình tĩnh. Khánh Christ không thành công. Văn Vương là người đã đoạt bóng tốt trong tình huống rồi. Sẽ là một tình huống phạt góc. Và để có được mùa giải này thì thay mặt ban tổ chức, đội ngũ người chuyền lửa, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe tới những tập thể cá nhân đã đồng hành cùng với giải đấu. Đầu tiên đó chính là chủ sân bóng Phủ Xá, anh chị Trương Hồng đã tài trợ là 10 triệu đồng. Cùng với đó là nhường những khung giờ đẹp nhất của sân bóng Phủ Xá từ 17 giờ cho tới 20 giờ. Sau đến là shop thể thao H-Sport, dòng chủ Minh Hữu cũng đã tài trợ vào giải đấu là 50 triệu đồng. Đánh đầu khá nguy hiểm, những tình huống ra vào không thật sự tốt đến từ thủ môn Nguyễn Thành trong ngày thi hôm nay. Công đường thi đấu đang rất thông sáo. Và ngay cả cái tên Công Bằng, anh cũng có những pha di chuyển thông minh và đặc biệt là rất tự tin trong những tình huống cầm bóng của mình. Dũng Isco mất bóng nguy hiểm. Cơ hội không vào. Những pha cầm bóng ngay trước cầu môn đến từ Dũng Isco. Suýt chút nữa thì anh đã khiến cho mạng lưới của Nguyễn Thành phải rung lên lần thứ hai. Pha thi đấu có phần mạo hiểm. Dũng Isco cần phải nơi đó làm bài học kinh nghiệm của mình. Khi hàng thủ của Phố Xá không có một ngày thi đấu ấn tượng, hàng công những cái tên như Khánh Christ, Dũng Isco và Công Đường cần phải ghi được bàn thắng để san bằng tỷ số 5-1 đều. Đánh đầu! Đồng Xuất bây giờ đang chơi với đối chơi đó chính là phòng ngự phản công. Cái tên Tiến Chất cũng hết sức nguy hiểm với những pha tận dụng tốt sai lầm đến từ đối phương. Vừa rồi là một tình huống Dũng Isco đã mắc sai lầm nhưng các cầu thủ đỏ đã không thể tận dụng thành công. Đây là cơ hội, bóng lộn xộn, giải thoát đi rất quyết liệt. Một tình huống tắc bóng tốt đến từ Trường Sẹo. Đi đôi giày Mizuno khoảng 2,5 triệu. Đang thi đấu rất năng nổ. Như vậy thì bên sân số 2 tỷ số vẫn đang là không đều.
những tình huống chống bóng bổng đến từ Phú Xá ngày hôm nay cũng không thật là tốt. Trường Sèo đang bị mất đi những pha xử lý sở trường của mình, khi mà trong hình đến từ đối xuất sở hữu những cái tên đó chính là Văn Vương cùng với Văn Công, và ngay cả cái tên Tiến Chất nữa đều có một thành rất tốt. Một đại diện của Văn Môn cũng đã bước vào vòng thi đấu 16 đội, đó chính là Thôn Thiền, sau khi có chiến thắng 2-1 trước Ngô Nội đại diện đến từ xã Trung Nghĩa. Và một đại diện đến từ Đồng Thọ là cái tên Trung Bạn cũng đã xuất sắc, có chiến thắng 1-0 trước Ngô Xá, có đó giành chiếc vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Ngày hôm nay thì cái tên nào sẽ đi tiếp đây? Những người hàng xóm của Trung Bạn cũng như Thôn Thiền. Cú sút khá nguy hiểm, đó là một tình huống xử lý bằng chân đến từ thủ môn Nguyễn Thành. Một pha găm mù rất tốt đến từ Văn Vương, bóng đi chìm, hiểm hóc. Nhưng vừa rồi thì thủ môn Nguyễn Thành cũng đã chơi đầy cảnh giác. Dù rằng ngày hôm nay thì đồng xuất tấn công không thật sự ấn tượng, nhưng họ đang tận dụng tốt những tình huống cố định của mình, điều mà ngày hôm nay Phố Xá đang rất thiếu. Họ không có sự cơ động, chưa có tính linh hoạt trong cách phòng ngự. Công bằng. Nhưng bóng đá Phố Xá họ cũng đang có một tương lai đầy hứa hẹn với lứa cầu thủ của U12. Trong mùa hè vừa qua thì U12 của Phố Xá đã có 2 chức vô địch để mang về phòng truyền thống của quê nhà. Rất lâu rồi Phố Xá mới có được một chiếc cúp vàng. Công bằng! Một tình huống phù hợp đá phạt cũng rất tốt đến từ đội bóng Phố Xá chủ nhà. Dung Ít Cô là người thực hiện đá phạt. Anh có một tình huống chuyền bóng ra tuyến ngoài đến từ cái tên Công bằng. Nhưng với pha diễm như vừa rồi đến từ Công bằng thì rất khó để ghi bàn. Những đôi chân dày đặc đến từ Đồng Xuất đang xây vững chắc trước thành Văn Quang. Lão tướng Văn Quang sinh năm 1990, năm nay cũng bước sang tuổi thi đấu 33 rồi, nhưng anh vẫn là một sự lựa chọn tin tưởng trong khu gỗ của Đồng Xuất. Rất khó khăn. Như vậy trọng tài không xác định có tình huống chạm tay. Như vậy thì chúng ta cũng đã tìm ra những cặp đấu đầu tiên của vòng 16 đội. Trận thiếu tiền của vòng 18 là cuộc đối đầu giữa Phục Huy Đông và Trung Bạn Đồng Thọ. Trận thiếu thứ hai đó là cuộc đối đầu giữa Tam Tảo và Thôn Thiền. Cặp thứ ba là Nghiêm Xá Đồng Hương. Cặp thiếu thứ tư Thủy Lôi Tiên Trà, tái hiện trận chung kết của giải bóng đá mừng lễ truyền thống Yên Phụ. Ngọc Liên Hương Mạc ở cặp đấu thứ năm. Đông Phủ đại diện đến từ Tiên Du sẽ có cuộc đối đầu giữa Trung Bạn đại diện đến từ Thị Trấn Chờ. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ xác định ra được hai cặp đấu nữa của vòng 18.
Những sự toan tính đến từ huấn luyện viên trưởng Huân Krop đã mang lại những tác dụng nhất định. Ông biết được rằng ngày hôm nay thì Phục Xá họ sẽ không có những cầu thủ thật sự cao to lên bài đánh từ những tình huống cố định, những pha đá phạt đang được Huân Krop chỉ đạo rất rõ ràng và bài bản. Sau những mùa giải mà Phú Xá đại diện chủ nhà sắm vai những kẻ lót đường, từ những mùa giải gần đây, Phú Xá cũng đang trở thành một đối trọng thật sự ở những giải đấu lớn. Đây có thể coi là một tiền đề, bởi Phú Xá đang có một cơ sở tầng tốt nhất tại Yên Phong hiện tại. Một sân bóng 11 người, chia thành 4 sân 7. Được mệnh danh là kinh đô ánh sáng của Văn Môn. Khánh Credit. Nỗ lực đánh đầu ngược đến từ Khánh Credit là không thành công. Một tiết tấu rất chậm chạp đến từ cả hai bên. Dũng ít cơ, bấm bóng dài, cài đè của Khánh Credit. Đây rồi, Âu Văn Hoàng, dứt điểm không vào. Đây rất có thể sẽ là một bài đánh được sử dụng đến từ Phố Xá các phút tiếp theo. Bởi đơn giản, Khánh Credit có khả năng cài đè là rất tốt. Mất tính liên lạc đến từ Trường Sẹo. Một cuộc đối đầu cho rõ thấy sự toan tính đến từ cả hai huấn viên Đức Hoán cùng với Huân Krop. Tiến chắc rất quyết liệt đến từ Trường Sẹo. Ngày nay thì Trường Sẹo đang phải thi đấu với hơn 100% sức lực của mình. Cần phải có những pha vào bóng kiểu như vừa rồi. Đây rồi! Rất tốt! Và con đường ngắn nhất dẫn tới cung thành của đối phương chính là những tình huống bóng dài. Nó đang được cao thủ Phố Xá tận dụng trong những giây phút vừa qua. Khả năng cài đè tốt đến từ cái tên Khánh Credit. Trường Sẹo mất bóng nguy hiểm, không được. Suýt chút nữa thì đã có một tình huống chuyền về không thành công đến từ Trường Sẹo. Văn Hoàng, đường truyền sẽ cho Trường Sẹo. Theo những gì tôi quan sát thì hai người trẻ nhất bên phía đội bóng Phố Xá trong những giây phút qua chính là cái tên Dũng Ít Cô và cái tên Công Bằng, người được đẩy kéo về sâu hơn đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, là những tình huống hỗ trợ tấn công hoặc đôi khi là những tình huống cài đè tốt đến từ Khánh Credit. Còn bên phía Đồng Xuất đang chơi với một lối chơi kiên trì. Khi mà họ đã có lợi điểm, họ không việc gì quá phải vội vàng. Điều cần thiết bây giờ là giữ được khoảng cách an toàn, cách biệt một bàn thôi, nhưng cũng có thể mang về một kết quả tối đa là đưa đại diện áo đỏ Đồng Xuất bước vào vòng 16 đội. Đây là Công Đường, một cầu thủ rất ngọt ngào. Nhưng đó là một tình huống chuyển sai. Phản công nhanh. Đây rồi, Văn Công. Bên kia là Tiến Chất. Văn Công. Văn Công đã có một quyết định, dứt điểm cột hai. Đây này là di chuyển đến từ cái tên Tiến Chất.
Nhưng vừa rồi có vẻ như hai cầu thủ Đông Xuất đã không hiểu ý nhau. Một pha phản công chớp nhoáng đến từ Đông Xuất. Đây là cơ hội khá nguy hiểm. Rất nhiều những khoảng trống được lộ ra đến từ hàng phòng ngự của đội bóng chủ nhà Phố Xá. Những phút cuối trận đang cho thấy sự xuống sức đến từ chủ nhà Phố Xá. Bây giờ chính lúc mà Đông Xuất họ sẽ tung ra những mệnh lệnh quyết định, những đòn quyết liệu đối thủ. Trong đá thì đôi khi bạn có thể thua về mặt, nhưng bạn chỉ cần tận dụng tốt một cơ hội thôi, bạn hoàn toàn có thể kiên đấu đối thủ của mình. Đánh đầu! Phù Xá chơi cũng không đến nỗi tồi. Bàn thắng duy nhất tính đến thì hiện tại có lẽ là một pha bóng mà hàng phòng ngự đến từ Phù Xá đã mắc sai lầm trong lỗi rào mà thôi. Và ngay cả thủ thành Nguyễn Thành nữa cũng phải chú ý với những pha chỉnh rào của mình. Không được. Một tình huống vào sau đến từ Trường Sẹo. Vâng, không phải chủ sân mà không thổi còi đâu. Hai trọng tài cũng rất công bằng. Vâng, Trường Sẹo thì bảo em làm gì, em làm gì thì cứ ra đây. Tiến chất tuyến này dứt điểm không vào. Một phút bù giờ và chúng ta cùng hy vọng rằng một hiệp hai sẽ trở nên sáng sủa hơn với đội bóng chủ nhà Phố Xá. Họ cần phải có tính ổn định đội hình. Lối kê chân đến từ Công Bằng. Đường chuyền khá nguy hiểm. Phải mất tới hai nhịp bóng thì thủ môn Nguyễn Thành mới có thể kiểm soát được tình hình. Một phút một giờ mà thôi. Công đường qua người. Đây rồi, Khánh Cờ Đít dứt điểm ngay. Câu vào. Phá diệm trúng vào vị trí thủ môn. Âu Văn Hoàng. Công Bằng. Mất bóng nguy hiểm. Tiến chất. Tiến chất đã có một tình huống cá đồng đội trong pha bóng vừa rồi. Anh cần phải thiếu cá nhân hơn. Khi mà trong một tư thế thoải mái, Tiến chất đã thực hiện đường truyền dành cho Văn Công. Rất đáng tiếc. Có vẻ như Tiến chất đã không tự tin vào khả năng dứt điểm của mình. Tiến chất. Không có một tình huống dứt điểm từ tuyến này. Và đúng lúc này tiếng còi của trọng tài vang lên, nổi còi kết thúc một tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện của xã Đông Thọ, Đông Xuất. Và chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai.
Vâng, xin mời hai bóng Phú Xá và Đồng Xuân. Chúng ta cùng đến với hiệp 2. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0. Nhưng về đại diện đến từ Đồng Thọ, và trong hiệp 2 này, khán giả của chủ nhà Phú Xá đang rất chờ đợi vào rằng đội áo tím này sẽ có bàn thắng ít nhất để san bằng tỷ số 1-1. Sau đó họ sẽ tính tiếp. Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu của chúng ta được bắt đầu. Không biết sau một quãng thời gian nghỉ giữa hiệp thì bài học được rút ra đến từ bóng chủ nhà là như thế nào đây? Còn Đồng Xuân tất nhiên rồi, họ đang có một vốn, đó chính là bàn thắng được ghi trong hiệp 1 để mang về lợi thế cho mình. Họ sẽ chơi chủ động, không quá vội vàng và sẽ tận tốt những sai lầm đến từ đối phương. Bây giờ Phú Xá họ sẽ phải bắt buộc chơi tấn công. Âu Văn Hoàng, Văn Hoàng công bằng đây rồi. Một pha tỉa bóng không vừa vặn đến từ cái tên công bằng. Có vẻ như các cầu thủ đỏ cũng không chủ động tấn công. Xét về khả năng làm tường thì tôi sẽ đánh giá cao hơn cái tên Khánh Cà Đít, người cũng đã có những tình huống
khi Hồ Sơn đã làm tường rất tốt với khả năng tỉ đè của mình. Đồng Xuất thì đang rất muốn vào vòng 16 đội để cùng sánh ngang với đại diện Trung Thọ đến từ Đồng Bích. Không thể kém cạnh người hàng xóm của mình được. Còn với Phù Xá, họ sẽ dần dần tiến từng bước một. Vượt qua vòng bảng cũng là đạt chỉ tiêu đến từ đại diện của Văn Môn rồi. Nhưng họ sẽ còn muốn vẽ lên những điều thần kỳ hơn tại giải này khi được tổ chức tại sân nhà. Một màn sân quá quen thuộc và được cổ vũ đến từ khán giả. Công bằng. Đây là Công Đường. Dường như Công Bằng và Công Đường là hai người anh em sinh đôi thì phải. Rất giống nhau. Đây rồi. Khánh Credit. Trọng tài đã cho Phù Xá hưởng lại thế trong tình huống rồi. Rồi, khống chế bước một đã không thành công đến từ Khánh Credit. Bây giờ thì những chân sút đỏ đang bị luống cuống trong cách phòng ngự của mình. Sự ổn định bình tĩnh của Đồng Xuất dường như đang bị suy giảm. Còn với Phù Xá, họ đang chơi rất nhiệt. Các vị trí đang hóa đổi vị trí cho nhau rất tốt. Công Bằng. Dũng Ít Cô. Khánh Cà Đít. Xử lý cá nhân tốt. Đây rồi, không được. Đang sự áp đảo hoàn toàn đến giờ đội bóng chủ nhà. Không có một giây phút nghỉ ngơi nào. Đây là một thách thức không phải nhỏ trước Đồng Xuất. Ngoài sân thì Phù Xá cũng có rất ít cái tên để thay thế. Âu Văn Hoàng. Một tình huống gót bóng nhạy cảm. Qua người thành công. Tiến chất ngày mai đang bị mất hút. Những pha xử lý đến từ cầu thủ đeo số 58 là không thực sự thanh thoát. Đặc biệt, cá nhân Tiến Chất cũng không có được một cảm giác tốt nhất. Trong một thì anh đã có những pha xử lý không tự tin. Khoảng cách bây giờ chỉ là một bàn mà thôi. Nếu như để Đồng Xuất ghi bàn thắng thứ hai, thì đại diện chủ nhà cũng sẽ có phần khó khăn hơn. Âu Văn Hoàng, Dũng Ít Cổ, thoát đất sinh tốt, coi! Một pha dứt điểm quá đáng tiếc đến từ cái tên Công Đường. Anh cần phải dứt điểm ngọt ngào hơn đúng như cái tên của mình. Một cú quăng chân đi ngoài tầm với. Trước đó liên tiếp là những pha xử lý thanh thoát đến đội hình chủ nhà. Trường Sẹo. Những pha khống chế một không phải là sở trường đến từ cái tên Trường Sẹo. Huấn luyện viên Huấn Krop đã có một tình huống hú vía với pha diễm đến từ các tên Công Đường. Rất có thể trong hiệp 2 này. Đây là coi Công Đường không thể di chuyển bằng chân trái. Cần phải tự tin vung chân trong tình huống rồi. Công Đường đã quá rảnh thời. Nhưng anh đang muốn hám đi một cái nhịp để đưa ra một tình huống di chuyển bằng chân phải. Đó cũng chính lúc mà hàng phòng ngự đến từ đối phương đã có một tình huống can thiệp kịp thời để ngăn chặn một pha dứt điểm. Giá như Công Đường tự tin hơn thì hoàn toàn Phù Xá có thể mơ về bàn thắng. Nhưng đó là câu chuyện của Công Đường dứt điểm. Mấy
Dũng Ito đoạt bóng thành công. Công bằng. Một cái kèo trái rất ngon ăn đến từ Công bằng. Đánh đầu, không được. Không biết vận ám của Bình Nguyên Quảng Cao ngày hôm nay có được thực hiện hay không. Khi 4 trận đấu vừa qua, mỗi khi Bình Nguyên Quảng Cao bình luận thì đều penalty. Trường Sẹo. Không tự tin. Rất quyết liệt. Đức Tài. Sút ngay. Không vào. Đó là pha ra dần thuộc về cái tên Văn Công. Những giây phút đội hai đang trở nên khá hứng khởi sau khi mà Phú Xá đội bóng chủ nhà tăng tốc. Còn bây giờ Đông Xuất biết họ cũng không thể chơi chịu trận được nữa. Chơi chịu trận đồng nghĩa với việc bạn tự thua. Đôi khi trong đá tấn công cũng là một cách để phòng ngự. Và bây giờ Đông Xuất cũng đang làm tất cả để bảo toàn cách biệt là một bàn. Công Đường. Dũng Ít Cô. Không có lỗi chạm tay. Rất năn néo. Cơ hội. Tiền chất dứt điểm. Tỷ số đại công. Trọng tài đã cho đội bóng Đông Xuất hưởng lợi thế trong tình huống vừa rồi. Khi mà Phú Xá đang chơi tốt, nhưng đội bóng chủ nhà đã phải nhận một bàn thua quá cay nghiệt đến từ bộ môn thể thao vua. Bây giờ khó khăn đã tăng lên gấp 2 đến từ bóng chủ nhà. Và thay người trong tài. Phú Xá thay người, Công Đường được đưa ra nghỉ vào sân. Là cái tên Văn Cường. Hứa Văn Cường của Tân Bến Thượng Hải đây. Nhưng Hứa Văn Cường thì cần phải có định lực. Trường Sẹo. Một pha diểm đúng thuộc về cái vị trí trung vệ. Rất vất vả trong tấn công. Nhưng giá như Phố Xá họ thật dụng cơ hội tốt hơn, đặc biệt là cái tên Công Đường, thì họ hoàn toàn có thể mơ về bàn thắng để san bằng tỷ số một đều trước khi mà cái tên Tiến Chất có bàn thắng để nhân đôi cách biệt. Nhưng bóng đá là như vậy, bạn không thể tận dụng tốt cơ hội của mình thì rõ ràng bạn sẽ phải trả giá mà thôi. Một trò chơi nghiệt ngã. Bạn tham gia bóng đá là trò chơi, nếu được thì là trời cho, mà không được thì tất nhiên là trò đời. Khánh Cờ Đít. Cái tên Văn Cường vào sân có vẻ như chưa quen với nhiệt độ thi đấu. Âu Văn Hoàng. Đây là Khánh Cờ Đít. Rồi, một
chân của Dũng coi là ai quay nỗi. Đấy rồi. Rất kín kẽ đến từ hàng của Đông Xuất. Cơ hội dứt điểm, cầu vào. Chập chập người, 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 nối luôn. Bà đánh bà. Nối luôn được, nối từ sáng được. Văn Cường. Cú sút. Người ngăn chặn là các tên Trường Sẹo. Phạt góc dành cho Đông Xuất. Và thay người trong tài. Phố Xá thay người, công bằng được đưa ra nghỉ vào sân là các tên Sơn Tuyền. Như vậy anh em nhà công bằng công đường rời sân rồi. Dứt điểm. Đã có lối đẩy sau, đá phạt dành cho chủ nhà. Giải đấu của chúng ta cũng có những trận đấu mà ngược dòng lịch sử. Tôi còn nhớ trận đối đầu mà Quang Điền đã ghi tới 2 bàn trong vòng 2 phút mà thôi. Nhưng đây là tình huống lấy bóng của Đông Xuất. Ngay cả thủ môn Văn Thành cũng đang thi đấu mất tập trung. Khánh Cà Đít. Dũng Ít Cô rất khéo léo những pha xử lý cá nhân của mình. Âu Văn Hoàng. Đây rồi. Bước một là không tốt. Đó là một tình huống hơi ham bóng đến từ cái tên Dũng Ít Cô. Anh đã vào bóng bằng cả gầm giày. Và ngay sau đó thì trọng tài Mạnh Tú đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Dũng Ít Cô. Phù Xá đã có một hiệp 2 chơi không đến nỗi tồi. Nếu như nhận xét công bằng hơn thì bóng chủ nhà có phần trên cơ. Lúc đó thì Đông Xuất đang chơi có phần dưới sức của mình với một đội hình chơi thấp. Họ muốn bảo toàn tỷ số là 1-0. Nhưng bằng sự bản lĩnh thì Đông Xuất đã có được bàn thắng để gia tăng cách biệt với một tình huống tranh chấp từ khu vực trung tuyến. Văn Thành. Văn Thành ngày nay cũng không có được một cảm giác an tâm trong vị trí cầu môn đến từ Phú Xá. Anh vẫn đang là một nỗi bất an, cần phải chơi tự tin hơn. Thời gian là vẫn còn dành cho chủ nhà Phú Xá. Cuộc đối đầu giữa Nghiêm Xá và Nghi Lập trong khoảng thời gian xuyên suốt thì đại diện đến từ Thị Trấn Chờ đã dẫn trước với tỷ số 2-0. Nhưng ở các phút cuối trận, hai bàn thắng của các tên Ngọc Long cùng với Duy Nam đã giúp cho Nghi Lập có một kết quả là 2-2. Nhưng trên chấm penalty thì cái tên Trường Ba Tê là người đã chiến thắng tất cả. Rất có thể Phố Xá họ sẽ lấy đó là một bài học để thi đấu hết mình. Hứa Văn Cường. Có được cách biệt là 2 bàn nhưng huấn luyện viên trưởng Huân Krop cũng chưa thể ngồi yên. Ông biết là thời gian vẫn còn, đặc biệt là khi phải thi đấu với đội bóng chủ nhà, bao giờ cũng là rất khó khăn vì tinh thần từ khán giả. Họ sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Hứa Văn Cường. Những pha cố định thì Phủ Xá cần phải tận dụng tốt. Chúng ta cùng chờ lại xem. Đường Càng Ngang đã bị bắt bài. Ngay sau đó là một tình huống giải thoát ngay. Lên bóng cho Đông Xuất. Ba đánh ba. Dũng Ít Cô. Đây là cơ hội phản công. Ba đánh ai. Dứt điểm, tỷ số đã 3-0. Tiến Chất đã có được một cú đúp
Như vậy cái tên này cũng đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua Phan Lưới. Cùng với Hiếu Phù Kê, cùng với Hải Châu đều có được 5 bàn. Tuyến giữa của Phù Xá trong những giây phút qua đã bị mất hoàn toàn, đặc biệt là những tình huống xử lý nối của cái tên Zubitko. Anh đã có những pha xử lý tự tin thái quá. Những pha mất bóng ở giữa sân thật sự rất nguy hiểm trên mặt sân 7 người. Cơ hội dứt điểm không vào. Nếu như tình huống vừa rồi mà cái tên Văn Cường thực hiện thành công ở một pha dứt điểm thì cơ hội bước vào vòng 16 đội sẽ có phần nhen nhóm hơn. Và thay người trong tài. Đồng xuất thay người. Đức Đạt được đưa ra nghỉ. Vào sân là cái tên Văn Hoàng. Phù Xá cũng có sự thay người. Dung Ít Cô được đưa ra nghỉ. Vào sân là Văn Thịnh. Có vẻ như Dung Ít Cô đã bị quá sức trong những giây phút hoạt động vừa rồi. Văn Thịnh vào sân thì cái tên Sơn Tuyền sẽ được đẩy lên chơi cao hơn ở vị trí tiền vệ. 0-3 rồi. Rất khó khăn. Khánh Cờ Đít. Pha dứt điểm là chưa đổi hiệp. Giá như đội hình đầu hiệp 2 đến từ Vô Giá họ chơi ổn định hơn thì họ hoàn toàn có thể mơ về một chiến thắng. Đây là ơi, Văn Công vào. Không thể ngon hơn. Ai là người dứt điểm đây? Khánh Cờ Đít là người dứt điểm. Quá đáng tiếc. Đây có thể là một pha bóng đỡ khó tin nhất tại vòng 1-16 đội. Không có ai theo kèm cả. Nhưng đó là pha xử lý có phản vội vàng đến từ Khánh Cờ Đít. Đôi khi sự vội vàng sẽ làm bạn mất đi những cơ hội của mình. Điều đó đã được thể hiện trong pha dứt điểm vừa rồi. Khánh Cờ Đít. Cú sút. Không phải là một pha dứt điểm ngay. Ngay sau đó là một pha xử lý có phần rườm rà. Cần phải tự tin hơn. Có mặt sân nhà. Có sự cổ vũ của cổ động viên nhà. Có cảm giác như những chân sút áo tím đang bị yếu đi về mặt thể lực. Bóng vẫn còn trong cuộc. Bây giờ Đồng Xuất có quyền chơi chậm lại. Và đây sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho Phù Xá. Trên sân bóng 7 người thì chúng ta biết rồi, mọi thứ có thể xoay chuyển. Chỉ cần một tình huống mà thôi. Dấu chấm hết trăng. Không có một cú hat-trick tiếp theo. Không vào. Tiến chặt là người dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc. Trường Sao. Âu Văn Hoàng.
rất khó khăn. Như vậy thì bên sân số 2, Xuân Hải đã có bàn thắng để vươn lên dẫn trước với Đào Hội. Bóng đã bị lỡ đà với pha dứt điểm đến từ Sơn Tuyền. Sơn Tuyền đầy rồi, đúng là phố xá chỉ tự biết trách mình mà thôi. Và thay người trong tài, Đông Xuất thay người. Tiến Chất được đưa ra nghỉ, vào sân là cái tên Quang Huy. Những phút thiếu trên sân thì cái tên Tiến Chất cũng đã có được một cú đúp. Cần phải chấp nhận thôi. Bây giờ Phù Xá muốn chơi quyết liệt cũng không được, bởi thể lực cũng đã ảnh hưởng rất nhiều. Đội hình bên phía Đồng Xuân có chiều sâu hơn, họ có những cái tên thay thế xứng đáng. Vào sân là những cái tên như Huy Hoàng, Quang Huy, thay thế Đức Đạt, Tiến Chặt. Nhưng tôi nghĩ rằng sau mùa giải này, tất nhiên Phố Xá họ sẽ có những bước đi khác. Đây là một mảnh đất mà có cơ sở tầng phát triển bậc nhất Yên Phong. Họ cần phải tận dụng. Phá bóng tốt. Văn Công. Thoát người hay, dứt điểm. Nhưng lần này thì Văn Thành cũng đã chơi xuất sắc. Các cầu thủ Đồng Xuất bây giờ tập trung phá bóng nhiều hơn là chơi bóng. Nếu như đội bóng nào giành chiến thắng trong cặp đấu giữa bóng chủ nhà và Đồng Xuất, họ sẽ đối đầu trước Quan Độ hoặc Mai Động trong vòng 1/8. Những nhánh đấu thật sự rất khó nhằn ngay từ những vòng đầu tiên của vòng lốc ao. Sơn Tuyền, đây là Huy Thịnh, vẫn không được. Điều khán giả mà Phù Xá cần bây giờ có lẽ là bàn thắng để ít nhất mang về danh dự dành cho bóng chủ nhà. Thời gian cứ lặng lặng trôi đi, nó cũng đã rất gần với phút 60 rồi. Tại vòng đấu bảng thì bóng Đồng Xuất đã ghi tới tổng số bàn thắng lên 6 bàn, họ chỉ được thủng lưới 1 bàn mà thôi. Còn với Phố Xá họ ghi 3 bàn, nhưng cũng để thủng lưới 1 bàn mà thôi. Ngày này, con số đó đã lên tới số 3. Hoàng Thịnh. Mùa giải này thì ban tổ chức cũng đã thống kê có tới 8 chiếc thẻ đỏ. Cùng với đó là 115 chiếc thẻ vàng được rút ra trước khi bước vào cặp đấu giữa Phù Xá và Đồng Xuất, Xuân Lai và Đa Hội. Cũng đã có những án phạt dành cho tổng tài và dành cho các cầu thủ thi đấu không đúng chuẩn mực. Bóng đá bây giờ thì rất văn minh, vậy nên các bạn cũng cần phải chơi văn minh.
Đặc biệt một giải đấu mà mang tính chất lớn nhất Yên Phong từ trước tới giờ. Lên bóng ngay. Tiếp tục là Trường Sẹo. Trường Sẹo vẫn đang chơi đầy cố gắng trong những phút vừa qua. Tấm bùa hộ mệnh bây giờ có vẻ như không đứng về biên phủ xã nữa rồi. Huy Hoàng. Khánh Credit. Khá tối tăm với pha dí vừa rồi. Không có một ai để chuyền cả. Lên bóng cho chủ nhà. Đây rồi. Sơn Tuyền. Đi bóng hơi dài đến từ Sơn Tuyền. Phản công nhanh. 3-1. Bố xã cần phải cố gắng lên. Sơn Tuyền đã phải nhận sự nhắc nhở đến từ trọng tài Mạnh Thú với pha xí vừa rồi. Không được. Có vẻ như bên sân số 2 thì Xuân Ai đã dễ dàng giành chiến thắng trước Đa Hội, đại diện đến từ Từ Sơn. Một kết cục mà không ai mong muốn cả đến từ đội bóng chủ nhà. Nhưng cũng dễ hiểu thôi khi mà Đồng Xuất có một ngày thi đấu kiên cường, họ chơi kỷ luật. Và đôi khi là những tình huống lọc lõi toàn tính. Sau mùa giải này thì các chân sút của Phú Xá cần phải rèn rũa nhiều hơn để tìm ra những lứa băng non tiếp theo. Không dành cho ai cả. Một pha đi bóng là rất tốt thuộc về cái tên Huy Thịnh. Nhưng nếu pha xử lý cuối cùng lại không thành công. Phản công nhanh. 2-2. Dứt điểm. Như vậy tỷ số là 4-0. Một trận thua tan tác đang hiện hữu, dần hình thành. Và thay người trọng tài. Đồng Xuất thay người. Đức Tài được đưa ra nghỉ. Vào sân là cái tên Tiến Dũng. Huấn luyện viên trưởng Đức Hoán cũng đã làm tất cả rồi. Nhưng có vẻ như những con bài trong tay ông là chưa đủ. 3 phút bù giờ. Thật khó để dành cho đội bóng chủ nhà làm nên chuyện khi mà tỷ số đang là 0-4. Nhưng họ cần phải ghi bàn đi để tạm biệt giải đấu năm nay. Đây là cơ hội. Có ghi bàn không? Không ghi bàn. Cổ như vậy mà Phú Xá không ghi bàn thì không biết như thế nào. Đội bóng tí mới ghi bàn đây. Pha cần nhanh thì không nhanh, pha cần chậm thì không chậm. Đôi khi bạn cần phải dứt khoát, nhưng đôi khi bạn cần phải có sự bình tĩnh cao. Hứa Văn Cường đoạt bóng thành công. Sẽ là một tình huống phạt góc. Nhánh đi của Đồng Xuất cũng là rất khó khăn, đầy gian nan. Nếu như chiến thắng, Phù Xá họ sẽ gặp một là Mai Động hoặc là Quan Độ.
và chiến thắng ở vòng 1-8. Xử lý sai lầm. Khi tôi đang nói về những cặp thi đấu tiếp theo đến từ đại diện của Đông Thọ thì vẫn còn có những cái tên như Hương Mạc, Đồng Hương đang sẵn sàng cho họ ở vòng tứ kết. Tiến Dũng không thể mong chờ gì hơn đến từ các tên Trường Sẹo, một cầu thủ thiên về phòng ngự. Hai người con gái của anh thì đang ngồi xem điện thoại. Đến đây cổ vũ bố thi đấu nhưng đang xem điện thoại. Con gái mẹ thì vào bếp rồi. Bóng là vẫn còn. Âu Văn Hoàng. Hoàng Thịnh. Trường Sẹo. Tỷ số là 1-4. Như vậy thì cuối cùng Phố Xá đã có bàn thắng để trước khi giải đấu để dành tặng cho các quý vị khán giả. Quá tuyệt vời. Người ghi bàn là cái tên Hứa Văn Cường. Thất bại trong đá thì là một điều dễ hiểu thôi. Trong một trận đấu thì có kẻ thắng người thua. Nhưng đơn giản bạn thua như thế nào và sau một trận thua bạn nhận ra điều gì thì hy vọng rằng Phố Xá họ sẽ tìm được ra lối thoát của mình trong một bước đi xa hơn. Hứa Văn Cường. Nhưng công lớn trong tình huống rồi thuộc về cái tên Trường Sẹo. Người đã có một đường sọc khe thật sự quá mỹ mãn. Chảy nước. Và đúng lúc này tiếng còi của trọng tài Mạnh Tú vang lên. Nồi còi kết thúc trận đấu giữa đội bóng chủ nhà Phố Xá và Đông Xuất. Tỷ số chung cuộc 4-1. Nghiêng về đội khách. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với cuộc đối đầu được mong chờ đợi nhất giữa hai bảng P và bảng O. Quan Độ, Mai Động, Mẫn Xá và Vọng Nguyệt.